Bà con chú ý, cứ ăn lá nha đam, nấu với thứ này, chữa cả tỷ bệnh, hồi sinh xương khớp, càng ăn thì càng sống thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, nhiều nghiên cứu đã chứng minh công dụng của nha đam, tức là cây lô hội, trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Đừng nghĩ nha đam chỉ để bôi da, loại cây này còn giúp trị dứt điểm vô vàn bệnh mà có thể cô bác chưa biết. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin được gửi đến cô bác những cách sử dụng nha đam vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe. Cô bác hãy theo dõi và tham khảo để bổ sung chúng vào thực đơn hàng ngày của mình. Bà con chú ý, cứ ăn lá nha đam nấu với thứ này, chữa cả tỷ bệnh, hồi sinh xương khớp, càng ăn càng sống thọ. 1. Nước nha đam đường phèn. Cách chế biến đầu tiên đơn giản nhất nhưng không bớt đi các lợi ích sức khỏe, đó là nước nha đam đường phèn. Công dụng của nha đam đường phèn được biết nhiều nhất là thanh nhiệt. Nha đam có tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc cho cơ thể. Khi kết hợp với đường phèn sẽ giúp làm mát và tăng cường sức khỏe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nước ép nha đam có chứa chất anthraquinone kết hợp với ion Ca2+ tạo thành hợp chất kết tủa và dễ dàng đào thải qua nước tiểu, từ đó giúp giảm khả năng bị sỏi thận và tiết niệu. Ngoài ra, loại nước này còn chứa các thành phần giúp đào thải độc tố trong tế bào gan, thận hiệu quả. Với thành phần chứa nhiều enzyme thủy phân, protein, lipid, glucid giúp kích thích tiêu hóa thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng và duy trì các hoạt động cần thiết của cơ thể. Nước nha đam đường phèn được biết đến nhiều nhất với tác dụng nhuận tràng nhẹ, trị táo bón. Vì vậy trong y học, nha đam được dùng để chiết xuất và điều chế thuốc trị táo bón. Sự kết hợp tuyệt vời giữa nha đam giàu axit amin và khoáng chất cùng với vị ngọt thanh của đường phèn sẽ tạo nên một loại nước giải khát tuyệt vời. Nó giúp bổ sung nước, tăng sức đề kháng và sự linh hoạt của cơ thể. Trong nha đam có chứa các hợp chất làm giảm quá trình sản sinh cholesterol. Vì thế, nước ép nha đam rất tốt cho những người bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ và cao huyết áp. Một công dụng bất ngờ của loại nước này là khả năng kháng khuẩn, giảm đau. Trong thành phần của nha đam có chứa chất lectin có khả năng kích thích sản sinh tế bào lympho để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh. Việc uống nước nha đam thường xuyên còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh như viêm màng não, nhiễm trùng máu, nhiễm độc thần kinh, nấm da và nấm sinh dục. Nhờ đặc tính giảm đau và chống viêm hiệu quả, y học Ấn Độ và Trung Quốc sử dụng lô hội như một loại dược liệu trong việc điều trị các cơn đau ở khớp và cơ. Do có khả năng kích thích sự phát triển của các tế bào nhờ thành phần anthraquinone và hormone nên nước ép nha đam có khả năng trị mụn và làm lành sẹo rỗ trên da, chữa viêm loét dạ dày, tá tràng và chữa bỏng rất tốt. Nước nha đam đường phèn là thức uống tuyệt vời trong mùa nắng nóng. Món nước giải khát này giúp nhanh chóng lấy lại sức khỏe, nhất là sau khi đi ngoài nắng và đổ mồ hôi, vì nha đam giúp bổ sung nhiều axit amin thiết yếu và lượng đường cần thiết cho cơ thể. Với những chị em muốn giảm cân thì nước nha đam đường phèn cũng là một lựa chọn an toàn mà hữu hiệu. Nên kết hợp sử dụng nước nha đam đường phèn với các bài tập thể dục hợp lý để giúp giảm cân an toàn, như vậy sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Cách sử dụng nước nha đam đường phèn hiệu quả. Nước nha đam rất tốt cho cơ thể, nhưng mỗi ngày cô bác chỉ nên uống 2 đến 3 cốc nước là đủ. Nhất là khi cơ thể vận động mạnh dẫn đến tình trạng mất năng lượng thì nên uống ngay 1 ly nước ép nha đam để bù đắp, giúp giữ sức khỏe tốt nhất. Nên chia đều lượng nước nha đam để uống trong ngày, không nên uống một lúc quá nhiều. Kiên trì thực hiện đều đặn cũng như tạo thói quen hàng ngày với nước ép nha đam sẽ giúp chăm sóc làn da đẹp mịn màng không tì vết. Nếu muốn giảm cân thì nên uống nước ép nha đam trước mỗi bữa ăn khoảng 15 đến 20 phút. Chỉ sau một thời gian ngắn, cân nặng sẽ có những cải thiện tích cực. Uống nước ép nha đam có nhiều tác dụng và có thể dễ dàng tự làm tại nhà. Chỉ cần mua nha đam về cắt nhỏ phần thịt và ngâm với nước muối ấm. Đun sôi nước với đường phèn cho đến khi đường tan hết thì cho phần nha đam đã cắt vào là đã có đồ uống thơm ngon bổ dưỡng rồi. 2. Nha đam mật ong. Nha đam còn có những tên gọi khác như lô hội hay là long tu. Loại cây này có nguồn gốc từ Bắc Phi và được biết đến ở Việt Nam như thần dược chăm sóc da hiệu quả. Nha đam có tác dụng làm đẹp da nhờ độ pH của nha đam gần giống pH của da, có nhiều hoạt chất sinh học tác dụng dưỡng da.
Nhựa của cây nha đam có nhiều axit cinnamic và các vitamin B1, B2, B6 cùng với axit folic. Đặc biệt là có nhiều vi chất khác giúp loại bỏ tế bào già, tái sinh tế bào và giúp tái sinh các mô mới. Nên khi làm đẹp da bằng nha đam, cô bác sẽ sở hữu làn da căng mọng, mịn màng, tràn đầy sức sống. Mật ong là thực phẩm, vị thuốc có tác dụng bổ dưỡng, nhuận tràng và dưỡng da nhờ loại bỏ các vi khuẩn ở tế bào da chết, loại trừ các vi khuẩn gây mụn trên da, làm cho da mềm mại, mịn màng. Như vậy, với tính năng của nha đam và mật ong như trên, khi kết hợp chúng lại với nhau thì hiệu quả tăng lên gấp đôi. Ngại gì không thử? Cách làm vô cùng đơn giản, chỉ gồm 2 bước. Trộn đều một chén nhựa nha đam cộng 2 muỗng canh mật ong. Thoa lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch. Áp dụng cách chăm sóc da này tuần 2 lần để cho kết quả nhanh chóng. Ngoài ra có thể kết hợp nha đam, mật ong và chanh để tăng thêm hiệu quả. Lượng lớn axit hữu cơ, axit citric, vitamin C cùng một số khoáng chất khác có trong trái chanh là lý do cô bác không thể bỏ qua nguyên liệu này khi khắc phục nám, tàn nhang, giúp da tươi sáng hơn. Hướng dẫn cách chữa tàn nhang bằng nha đam, mật ong và chanh tươi đơn giản như sau. Nha đam cắt miếng rồi ngâm với nước muối để sạch nhớt. Sau đó cô bác sẩm nhuyễn nha đam với một thìa nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi làm sạch da mặt, đắp mặt nạ lên vùng da bị nám khoảng 20 phút thì xả lại với nước. Chữa bệnh bằng nha đam, mật ong và rượu. Tuy nhiên, nước mật ong nha đam không phải cách thức chế biến duy nhất. Cô bác có thể thêm rượu vào để nấu cùng nha đam và mật ong. Nước nha đam khi bổ sung vào cơ thể có tác dụng đối với sức khỏe như kiểm soát tiểu đường, thanh nhiệt cơ thể, tăng cường sức đề kháng, tốt cho răng miệng, ngăn ngừa rụng tóc. Sự kết hợp của 3 thành phần này có tác dụng cộng hưởng của các thành phần có trong đó. Nha đam chống lại hoạt động của tế bào ung thư nhờ tính chất anti-proliferative, kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn và sản sinh kháng thể cho cơ thể như acemanan, polysaccharide, manozo, tăng cường hệ miễn dịch nhờ tính chất acemanan. Đặc biệt, nhờ có khả năng chống oxy hóa cao, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do giúp trẻ hóa tế bào. Mật ong kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch giúp cơ thể chống lại sự tấn công của các loại vi khuẩn. Rượu thúc đẩy quá trình hấp thu các dưỡng chất trong hỗn hợp, hỗ trợ mạch máu giãn nở, làm tăng khả năng làm sạch cơ thể. Bởi vậy, hỗn hợp này có công dụng đặc biệt với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư đường ruột, đại tràng, gan, vòm họng. Cách làm nha đam mật ong rượu. Nguyên liệu cần có: 0,5ml mật ong nguyên chất, 1kg nha đam tươi, 6 muỗng rượu trắng. Cách thực hiện: nha đam sau khi mua về rửa sạch, sau đó dùng dao cắt bỏ hai hàng gai ở hai bên rồi cắt thành lát mỏng. Ở công thức này chúng ta không cần gọt bỏ hết vỏ xanh. Tiếp theo, cho nha đam đã thái mỏng và toàn bộ mật ong đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố, sau đó xay nhuyễn, cuối cùng cho rượu trắng vào. Xay đến khi tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cuối cùng cho hỗn hợp vào hũ thủy tinh rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh và bảo quản sau 10 ngày là có thể dùng được. Khi dùng, cô bác chỉ cần lấy khoảng 1 muỗng, 1 mật ong và ăn trước mỗi bữa chính khoảng 30 phút. 3. Nha đam đậu xanh. Đậu xanh là thực phẩm quen thuộc của người Việt Nam qua các món ăn như chè, bánh. Ít ai biết được rằng thực phẩm quen thuộc này với giá thành phải chăng mà mang lại vô vàn lợi ích cho con người. Đặc biệt, theo tôi được biết, đậu xanh có thể nấu món chè đậu xanh nha đam để giải nhiệt, thúc đẩy tiêu hóa. Đậu xanh chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa như phenolic, flavonoid. Các chất này có khả năng bảo vệ cơ thể cô bác khỏi những tổn thương, DNA và ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do. Ngoài ra, các axit amin trong đậu xanh sẽ giúp cơ thể giảm tỷ lệ mắc các căn bệnh ung thư. Đậu xanh là loại đậu có chứa nhiều hàm lượng chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi các tế bào trong cơ thể. Nó cung cấp cho cơ thể các loại vitamin E, B1, B2, B3, B6 và khoáng chất canxi, magie, kali rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, nha đam cung cấp cho cơ thể lượng chất béo, tinh bột và chất xơ dồi dào, giúp loại bỏ được các loại cholesterol xấu ra khỏi cơ thể, giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Với đặc tính có khả năng kháng viêm cao và có chứa lượng vitamin B phức hợp, nó giúp cho lượng máu trong cơ thể được lưu thông dễ dàng đến tim mạch. Nó làm cho hàm lượng cholesterol xấu cùng triglyceride bị ức chế sản sinh trong cơ thể, nhờ vậy mà sức khỏe của tim mạch luôn được đảm bảo. Đặc biệt, đậu xanh cũng là thực phẩm bổ sung máu hiệu quả cho cơ thể, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và cung cấp máu đến tim hiệu quả.
cà đậu xanh và nha đam có chứa hàm lượng chất xơ cao khi bổ sung vào cơ thể. Nó sẽ làm cho cô bác có cảm giác no lâu, nhờ vậy các cơn thèm ăn cũng dần biến mất. Vì thế cô bác sẽ không mắc phải tình trạng bị tích tụ mỡ dưới bụng do ăn quá nhiều. Đồng thời, hàm lượng calo có trong đậu xanh chỉ chiếm một lượng nhỏ, vì vậy nó sẽ không bị tích tụ calo khi bổ sung vào cơ thể, nên cô bác hoàn toàn yên tâm khi giảm cân với đậu xanh. Ngoài ra, đậu xanh còn có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ tiêu hóa, giúp cho lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể được tiêu hóa dễ dàng. Đậu xanh còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể, giúp cho cơ thể kháng lại được chất insulin. Bên cạnh đó, nó còn bổ sung lượng cholesterol tốt, giúp cho huyết áp của cơ thể luôn được duy trì ở trạng thái ổn định. Với hàm lượng carbohydrate lành tính có trong đậu xanh, nó giúp điều hòa lượng đường huyết, vì vậy nó được xem là thực phẩm hữu ích cho người bị tiểu đường. Kali cùng hàm lượng vitamin C có trong đậu xanh và nha đam sẽ giúp các món ăn của cô bác có cảm giác thanh nhiệt, giải nhiệt, dịu nhẹ thanh quản, tránh bị khàn tiếng. Đậu xanh chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất giúp làm mờ các vết thâm và tăng độ ẩm, sức đề kháng cho da. Bên cạnh đó, kết hợp giữa đậu xanh và một số nguyên liệu khác như chè xanh, mật ong còn giúp da trị mụn trứng cá. Đậu xanh cũng chứa các chất carotenoid, zeaxanthin và lutein. Các chất này sẽ giúp giảm mức độ căng thẳng của mắt, ngăn sự nguy giảm thị lực và giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt. Trong khi đó, nha đam cung cấp một độ ẩm vừa phải giúp làn da được cấp ẩm và phục hồi. Ăn đậu xanh sẽ khiến cơ thể cô bác có cảm giác no, từ đó giúp cô bác giảm cân một cách hiệu quả. Nguyên nhân là do trong đậu xanh có chứa hàm lượng protein và chất xơ cao, ngăn chặn các hormone gây đói phát triển, từ đó mà cô bác ăn ít lại và hiệu quả giảm cân sẽ tăng lên. 4. Sinh tố nha đam chuối. Trong sinh tố chuối chứa nhiều chất béo có lợi cho cơ thể, ngoài ra nó còn chứa các thành phần đường glucose, fructose giúp cơ thể chuyển hóa thành năng lượng để hoạt động. Sử dụng một cốc sinh tố chuối nha đam sau khi chơi thể thao sẽ giúp bồi bổ năng lượng cho cơ thể tốt nhất. Với chất prebiotic có trong sinh tố chuối, nó sẽ giúp hệ tiêu hóa của cô bác trở nên dễ chịu hơn. Các vi khuẩn đường ruột sẽ xử lý thức ăn dễ dàng hơn, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc đầy bụng khó tiêu. Chuối bao gồm chất xơ giúp tiêu hóa thực phẩm và tránh táo bón. Uống sinh tố chuối thường xuyên sẽ giúp ruột trơn tru. Chuối kích thích các tế bào tạo ra các lớp lót dạ dày cũng như loại bỏ vi khuẩn gây viêm loét dạ dày. Hàm lượng tryptophan trong sinh tố chuối nói chung sẽ giúp bảo vệ hệ thần kinh của cô bác, từ đó giúp tăng cường trí nhớ, giảm đáng kể các triệu chứng đau đầu, rối loạn tiền đình, chóng mặt. Sinh tố chuối chứa khá nhiều chất xơ và rất ít calo. Ngoài ra, hàm lượng tinh bột có trong chuối khá nhiều sẽ tạo cảm giác no lâu hơn khi sử dụng. Từ đó sẽ giúp cơ thể cô bác hạn chế được các cơn thèm ăn và hỗ trợ giảm vô cùng hiệu quả. Hàm lượng vitamin B6, vitamin C và lượng nước sôi giàu trong sinh tố chuối sẽ giúp dưỡng ẩm làn da các chị em tốt nhất. Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng trong chuối còn giúp ngăn ngừa sự lão hóa làn da mặt, tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn xuất hiện các vết nám, vết nhăn trên da. Thường xuyên dùng chuối làm giảm nguy cơ mắc đột quỵ. Hàm lượng kali cao giúp làm giảm những tác động của muối và xử lý các vấn đề về huyết áp cao. Dùng sinh tố chuối cho bữa ăn sáng giúp cải thiện sức mạnh bộ nhớ, đặc biệt là với trẻ em. Hàm lượng kali cao trong chuối giúp cho não bộ khỏe mạnh hơn. So với vitamin khác nhau như vitamin B và C, sinh tố chuối giúp cải thiện sức khỏe miễn dịch cũng như hệ thần kinh. Còn đối với nha đam giúp làm giảm những triệu chứng khó chịu ở dạ dày. Cùng với đó, cũng giúp người bệnh đang mắc phải hội chứng rối loạn ruột kích thích hay bệnh viêm ruột kết và những chứng rối loạn khác có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình. Ngoài ra, lô hội cũng giàu một loại chất có tác dụng nhuận tràng gọi là anthraquinone. Vì thế, nó cũng được sử dụng với mục đích làm giảm tình trạng táo bón, hỗ trợ cho lợi khuẩn đường ruột hoạt động hiệu quả, kích thích nhu động ruột. Với khả năng kiểm soát sự tiết axit trong dạ dày, lô hội có thể giúp giảm đau khi gặp tình trạng ở nóng. Đi kèm với đó, nó còn có thể giúp trị loét dạ dày, chống lại các vết loét và giữ cho chúng không trở nên lớn hơn. Chính vì vậy, sinh tố chuối mà cho thêm một chút nha đam thì không chỉ ăn vui miệng mà còn có tác dụng tích cực đến hoạt động tiêu hóa cũng như tình trạng dạ dày của cô bác. Cô bác còn chần chừ gì mà không thử ngay món sinh tố này ngay hôm nay?
Quý cô bác thân mến, sau chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng cô bác sẽ không còn hoài nghi rằng liệu nha đam có xứng đáng được nhiều người sử dụng như vậy mà sẽ tiếp thu và đến các cửa hàng mua nha đam về để chế biến thử những món ăn ở phía trên. Cuối cùng, xin hẹn gặp lại cô bác trong những chương trình tiếp theo.